Sáng ngày 29 tháng 7 theo giờ địa phương, tàu buồm 286 Lê Quý Đôn, Học viện Hải quân cùng đoàn công tác Hải quân Nhân dân Việt Nam do Đại tá Nguyễn Đình Giảng, Phó Giám đốc Học viện Hải quân làm trưởng đoàn đã cập cảng Muara, bắt đầu chuyến thăm giao lưu với Hải quân Brunei. Tham dự có Đại sứ Việt Nam tại Brunei Trần Anh Vũ, Thượng tá Nguyễn Ngọc Huấn, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Brunei. Chủ trì đón đoàn, Trung tá Sarerin Binhi Shalan, Chỉ huy Trung tâm Bảo đảm Hải quân Hoàng gia Brunei, vui mừng chào đón đoàn công tác tàu buồm 286 Lê Quý Đôn tới thăm Muara, đồng thời bày tỏ tin tưởng chuyến thăm giao lưu của đoàn sẽ thành công tốt đẹp, góp phần củng cố tăng cường quan hệ hợp tác giữa Hải quân Hoàng gia Brunei và Hải quân Nhân dân Việt Nam. Tới chào xã giao Đại tá Karin Haji Abdul Rahman, quyền Phó Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Brunei, Đại tá Nguyễn Đình Giảng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà Hải quân Hoàng gia Brunei dành cho đoàn. Đồng chí trưởng đoàn công tác nhấn mạnh, những năm gần đây, quan hệ hợp tác giữa Hải quân Nhân dân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Brunei đã không ngừng phát triển. Tháng 12 năm 2013, Tư lệnh Hải quân hai nước ký bản ghi nhớ hợp tác song phương, trong đó có việc thiết lập đường dây nóng liên lạc Hải quân Việt Nam-Brunei. Hai bên ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau trong các sự kiện, hội nghị khu vực. Sau khi kết thúc tốt đẹp với chuyến thăm giao lưu với Hải quân Indonesia tại cảng Surabaya, thì đoàn công tác tàu buồm 286 Lê Quý Đôn thì rất là vui được tới thăm cảng Muara của đất nước Brunei tươi đẹp. Hải quân nước bạn tiếp đón đoàn rất là trọng thị và đoàn đã chào xã giao lãnh đạo cấp cao Hải quân Hoàng gia Brunei. Và đoàn cũng đã tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei, giao lưu với kiều bào của ta ở đó. Thì tôi tin tưởng rằng, chắc chắn rằng là chuyến thăm giao lưu đã diễn ra thành công và có phần củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác giữa Hải quân Nhân dân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Brunei. Đại tá Nguyễn Đình Giảng bày tỏ tin tưởng, trên cơ sở quan hệ tốt đẹp, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, hợp tác giữa Hải quân hai nước sẽ ngày càng phát triển, góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và thế giới.